Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Xin thân ái kính chào quý khán thính giả đến với chuyên mục Sống với Chúa hàng tuần của Tin Vui Media. Phụng vụ Chủ nhật thứ tư hôm nay, giáo hội mời gọi chúng ta hãy trỗi dậy khỏi bóng tối của tội lỗi để đến với Thiên Chúa là nguồn sự sáng. Chúng tôi kính mời quý vị hãy lắng nghe đoạn phúc âm Chủ nhật hôm nay. Tin mừng Chủ nhật thứ tư mùa chay. Anh mù đến rửa ở hồ Siloác, và khi về thì nhìn thấy được. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Các môn đệ hỏi người: "Thưa thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù? Anh ta hay là cha mẹ anh ta?" Đức Giêsu trả lời: "Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai thầy khi trời còn sáng. Đêm đến, không ai có thể làm việc được. Bao lâu thầy còn ở thế gian, thầy là ánh sáng thế gian." Nói xong, Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: "Anh hãy đến hồ Siloác mà rửa." Siloác có nghĩa là người được sai phái. Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được. Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: "Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao?" Có người nói: "Chính hắn đó." Kẻ khác lại rằng: "Không phải đâu, nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi." Còn anh ta thì quả quyết: "Chính tôi đây." Người ta liền hỏi anh: "Vậy làm sao mắt anh lại mở ra được như thế?" Anh ta trả lời: "Người tên là Giêsu đã trộn một chút bùn xức vào mắt tôi rồi bảo: 'Anh hãy đến hồ Siloác mà rửa.' Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy." Họ lại hỏi anh: "Ông ấy ở đâu?" Anh ta đáp: "Tôi không biết."
họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pharisêu. Nhưng ngày Đức Giêsu trộn chút bùn và làm mắt anh ta mở ra lại là ngày Sa-bát. Vậy các người Pharisêu hỏi thêm một lần nữa, làm sao anh nhìn thấy được? Anh trả lời, ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi rửa và tôi nhìn thấy. Trong nhóm Pharisêu, người thì nói, ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày Sa-bát. Kẻ thì bảo, một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy? Thế là họ đâm ra chia rẽ. Họ lại hỏi người mù, còn anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? Anh đáp, người là một vị ngôn sứ. Người Do Thái không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn thấy được, nên đã gọi cha mẹ anh ta đến. Họ hỏi, anh này có phải là con ông bà không? Ông bà nói là anh bị mù từ khi mới sinh, vậy sao bây giờ anh lại nhìn thấy được? Cha mẹ anh đáp, chúng tôi biết nó là con của chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh. Còn bây giờ, làm sao nó thấy được, chúng tôi không biết. Hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi nó. Nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được. Cha mẹ anh nói thế vì sợ người Do Thái. Thật vậy, người Do Thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô. Vì thế, cha mẹ anh mới nói, nó đã khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó. Một lần nữa, họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo, anh hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi. Anh ta đáp, ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều, trước đây tôi bị mù, mà nay tôi nhìn thấy được. Họ mới nói với anh, ông ấy đã làm gì cho anh? Ông ấy mở mắt cho anh như thế nào? Anh trả lời, tôi đã nói với các ông rồi mà các ông vẫn không chịu nghe. Tại sao các ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa? Hay các ông cũng muốn làm môn đệ của ông ấy chăng? Họ liền mắng nhiếc anh. Mày mới là môn đệ của ông ấy. Còn chúng ta là môn đệ của ông Mô-xê. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Mô-xê. Nhưng chúng ta không biết ông Giê-xu ấy bởi đâu mà đến. Anh đáp, kể cũng lạ thật. Các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt tôi. Chúng ta biết Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi. Còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý người, thì người nhậm lời kẻ ấy. Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì. Họ đối lại, mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư? Rồi họ trục xuất anh. Đức Giêsu nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, người hỏi, anh có tin vào con người không? Anh đáp, thưa ngài, đấng ấy là ai để tôi tin? Đức Giêsu trả lời, anh đã thấy người, chính người đang nói với anh đây. Anh nói, thưa ngài, tôi tin. Rồi anh sắp mình xuống trước mặt người. Đức Giêsu nói, tôi đến thế gian này chính là để xét xử, cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đuôi mù.
Những người Pharisêu đang ở đó với Đức Giêsu nghe vậy liền lên tiếng: "Thế ra cả chúng tôi cũng đuôi mù hay sao?" Đức Giêsu bảo họ: "Nếu các ông đuôi mù thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng chúng tôi thấy, nên tội các ông vẫn còn." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa nghe đoạn phụ âm kể chuyện Chúa Giêsu chữa lành cho người mù bằng cách lấy bùn bôi lên mắt người mù. Chúng ta thấy sao? Có những người bảo nghe cái chuyện Chúa Giêsu lấy bùn chữa lành cho người mù, còn để chỉ nghĩ đến cái chuyện đi tắm bùn thôi. Còn riêng tôi, có lẽ chúng ta phải tạ ơn Chúa vì đã cho mình có cái đôi mắt sáng. Và chắc chắn quý vị cũng là những người có mắt sáng cả, phải không ạ? Bởi vì có mắt sáng thì quý vị mới có thể đang xem cái chương trình Tin Vui Media này. Và có lẽ không chỉ mắt sáng, một số quý vị có khi còn mắt đẹp long lanh nữa. Xin chúc mừng quý vị. Thế thì tất cả chúng ta là những người có mắt sáng cả. Vậy thì câu chuyện Chúa chữa lành cho người mù, nó có liên quan gì đến chúng ta? Có đấy. Nó có là bởi vì thế này, chúng ta nên nhớ một điều: tất cả những phép lạ Chúa chữa lành cho người ta thì Chúa không chỉ dừng lại cái việc chữa lành về mặt thân xác mà thôi, nhưng Chúa còn muốn chữa lành cả bệnh tâm hồn cho người ta nữa. Thế nên cho nên Chúa chữa lành cho người mù về mặt thân xác, nhưng còn hàm ý chữa lành cả đôi mắt tinh thần cho họ nữa. Quý vị để ý, chúng ta thấy bài tin mừng hôm nay nó có một sự mù lòa trái ngược nhau. Cái anh mà có đôi mắt mù về mặt thân xác lại có đôi mắt tâm hồn rất sáng để nhận ra Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Còn những người Do Thái, những người Pharisêu có đôi mắt tâm hồn lại mù tối, trong khi họ có đôi mắt thân xác sáng. Họ mù tối đến độ họ lại coi Chúa Giêsu là một người tội lỗi. Thế thì chúng ta có mù lòa hay không? Có lẽ biết đâu đó chúng ta cũng mù tối về tâm linh, và chúng ta cũng cần ánh sáng Chúa soi dẫn. Thực sự thì để nhìn một sự vật, con mắt chúng ta không chưa đủ mà cần có ánh sáng. Ánh sáng mặt trời soi cho con mắt thể lý, ánh sáng tình yêu soi cho con mắt tâm hồn, và trên hết là ánh sáng Chúa soi sáng con mắt tâm linh của chúng ta. Ánh sáng đức tin soi sáng con mắt tâm linh của chúng ta. Vậy thì xin chúng ta được đón nhận ánh sáng của Chúa, để chúng ta cũng có cách nhìn giống Chúa, nhìn thấy được những bản chất và vẻ đẹp của cảnh vật và con người xung quanh chúng ta. Và trên hết là nhìn thấy tình yêu Chúa kỳ diệu khắp nơi. Và cuối cùng, kính thưa quý vị, để dẫn lối thực hành, Thánh Phaolô đã mời gọi chúng ta hãy ăn ở như con cái ánh sáng, đó là sống thánh thiện, công chính và chân thật. Amen. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe đoạn phúc âm và những chia sẻ của Linh Mục Đa Minh Nguyễn Xuân Trường. Xin kính chúc quý vị một tuần lễ tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.